Thưa quý vị, những ngày qua mạng xã hội chia sẻ hình ảnh tiếp viên hàng không bán dâm kèm bảng giá số đo 3 vòng. Một số luật sư cho biết đây là hành vi vi phạm pháp luật về quyền hình ảnh, admin các nhóm cũng có thể bị liên lụy. Sau thông tin, Công an TP.HCM triệt phá đường dây môi giới bán dâm với số tiền từ 1.000 đến 3.000 đô la Mỹ liên quan nhiều tiếp viên hàng không và người mẫu ảnh. Mạng xã hội đã xuất hiện một số bài đăng kèm hình ảnh bảng giá thấy rõ mặt của một số cô gái. Trong các bài đăng thì mỗi tấm ảnh chụp màn hình gồm 3 đến 4 ảnh của các cô gái được cho là tiếp viên hàng không. Ngoài hình ảnh đời thường thì mỗi ảnh có hình các cô gái mặc trang phục tiếp viên hàng không, số đo 3 vòng hay là ảnh bikini. Tuy nhiên, theo các luật sư, chỉ có cơ quan chức năng, cơ quan báo chí mới được công bố hình ảnh trong quá trình bắt điều tra. Còn các cá nhân được bảo vệ quyền về hình ảnh. Ai muốn sử dụng hình ảnh của người khác thì phải được sự đồng ý của họ hoặc theo quy định của pháp luật. Việc các tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh thấy rõ mặt các cô gái được cho là tiếp viên hàng không, bán dâm là vi phạm quyền về hình ảnh theo Điều 32 Bộ Luật Dân sự khi chưa có sự đồng ý của chủ nhân. Vâng, thưa quý vị, trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phổ biến thì rất nhiều bài viết được chia sẻ trên các hội nhóm tràn lan. Luật sư cũng cho rằng là admin, tức là người quản trị của các nhóm này cũng liên lụy vì admin là người kiểm duyệt bài đăng của các thành viên trong nhóm.